Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Anh em xem video hôm thứ tư chưa? Anh em nào chưa xem thì trên góc màn hình nhé. Thì trong video đấy thì mình đã mang đến cho anh em một cấu hình là dùng Intel Core i5 máy 600KF và một mẫu card họa là RTX 3060 phục vụ cho nhu cầu chơi game. Và dĩ nhiên cái mức chi phí đấy sẽ là hơi là kén anh em một chút bởi vì khoảng 20 mấy triệu đồng đấy. Tuy nhiên thì không phải anh em nào chúng ta cũng có đến 20 mấy triệu đồng để sở hữu một dàn PC. Đôi khi chúng ta có chi phí đầu tư thấp hơn khoảng chục triệu đồng thì chúng ta sẽ đầu tư như thế nào? Ở đây mình đang có một cấu hình như vậy, thì cụ thể cấu hình đã được mình tối ưu lại ra sao? Về mặt CPU đi, thì trong video trước thì mình đã có nói tới là nếu như em nào mà chỉ chơi game thì chúng ta nên chọn CPU dòng F. Còn nếu anh em nào mà có một chút liên quan đến làm việc, cụ thể là bộ công cụ của Adobe, thì chúng ta có thể chọn những CPU bình thường, thì cụ thể là CPU Intel Core i5 12400 thường. Chúng ta sẽ có một CPU có 6 nhân và 12 luồng xử lý, vẫn có iGPU để kích hoạt Intel Quicksync. Tất nhiên là anh em mà không thích cái Intel Quicksync này bởi vì không cần thiết thì anh em có thể chọn dòng F, thì sẽ tiết kiệm thêm khoảng chừng 400-500 nghìn. Nhưng đây là mình xây dựng được một cái cấu hình liên quan đến làm việc đa dụng và có những công việc sẽ cần Intel Quicksync, thế nên chúng ta sẽ giữ lại cái yếu tố này nhé. Tiếp theo nữa thì mình sẽ đề cập đến cái khía cạnh tản nhiệt dành cho CPU. Đây là câu chuyện muôn thuở rồi. Đối với Intel Core i5 thì tản stock ở trong hộp có, mình đồng ý với việc là chúng ta có thể sử dụng lâu dài được. Tuy nhiên thì đấy là trong cái trường hợp trước mắt thôi, chúng ta chỉ dùng 1 năm đổ lại. Còn khi mà chúng ta sử dụng lâu hơn 1 năm, 2 năm, 3 năm đi, thì lúc đấy những hệ thống tản nhiệt khí rời này sẽ phát huy được hiệu quả. Bởi vì là cái vỏ cây của anh em thời gian đầu có thể mát mẻ, bởi vì do chưa dính tí bụi nào, các cánh quạt thổi gió ra ngoài thoải mái không sao cả. Nhưng khi mà chúng ta dùng lâu thì không phải anh em nào cũng biết vệ sinh nhá. Có những anh em cứ để đấy mà dùng thôi, thì hệ thống tản nhiệt stop càng về sau sẽ tản nhiệt khó hơn. Thay vào đấy là những hệ thống tản nhiệt tháp này sẽ đảm bảo được cái yếu tố hoạt động lâu dài. Còn về vấn đề chơi game thì không cần phải suy nghĩ rồi, quá mát mẻ và anh em không cần phải lo lắng gì hết. Tiếp theo nữa là khu vực liên quan đến thành phần RAM. Những công việc liên quan đến làm việc thì chúng ta sẽ cần nhiều RAM, nhưng mình sẽ chỉ cắm sẵn đây là 2 thanh RAM 8GB với tổng dung lượng 16GB đến từ Kingston Fury Beats, bus RAM là 3200. Còn anh em nào mà có nhu cầu thì chúng ta có thể nâng thêm, thì để cho phù hợp nhất với đại đa số anh em nhé, vừa chơi game vừa làm việc thì để 16, còn làm việc nhiều hơn cắm thêm 2 thanh nữa để nâng tổng dung lượng lên thành 32GB. Về phần bo mạch chủ thì cũng tương tự như vậy thôi, mình đã lựa chọn đây một mẫu bo mạch chủ đến từ Asus V660, có đầy đủ khe RAM và SSD để anh em có thể nâng cấp thêm, kể cả khu vực SSD cũng có thêm cả tản nhiệt nữa để có thể đảm bảo được cái yếu tố là sử dụng lâu dài mà không gây cái việc nóng SSD. Tuyệt vời đúng không? Còn về thành phần VGA hay sao? Thì ở đây mình sử dụng là RTX 2060. Những phiên bản RTX 3000 series thì sẽ có mức giá nhỉnh hơn một chút, thế nên mình để tiết kiệm chi phí dành cho anh em thì mình đã sử dụng ở đây là RTX 2060. Về mặt lý thuyết thì nếu anh em nào mà làm việc, những bộ công cụ của Adobe bây giờ nó cũng đã hỗ trợ cả Intel Quicksync lẫn là card họa rời rồi, thế nên chúng ta sẽ không cần phải đắn đo quá nhiều về mặt hiệu năng. Còn về mặt chơi game thì sao? Cái này cũng là một cái hay này. Với RTX 2060 chúng ta sẽ chơi được những cái tựa game như Valorant này, CSGO hoặc Dota 2 thoải mái thôi. Anh em chơi game chế độ phân giải Full HD, màn hình có tần số quét cao là chơi game vô cùng tuyệt vời, không cần phải đắn đo. Còn chúng ta chơi game ở chế độ phân giải cao hơn thì mình nghĩ là không nên đâu. Anh em nên chơi game chế độ phân giải Full HD thôi. Chúng ta đề cập đến những tựa game offline. Với những tựa game offline thì chúng ta bắt buộc phải setting lại ở mức medium, hoặc là một số tựa game là 2 setting thôi, chứ không phải tựa game nào có thể 2 setting được. Bởi vì 2060 cũng đã ra mắt một khoảng thời gian rồi, chúng ta cũng cần phải setting lại bởi vì game liên tục cập nhật, còn card thì đôi khi một vài năm chúng ta mới thay một lần. Thì với em RTX 2060 này, phiên bản Duo của Asus thì có hai quạt mới, hai quạt thế hệ mới, chúng ta không cần phải lo về mặt nhiệt độ, thì cũng chỉ sử dụng một cổng cấp nguồn 8 pin thôi, mọi thứ đều là mát mẻ. Kể cả phần vỏ cây nữa, mình cũng đã có thực hiện như vậy rồi. Ở phần đằng trước thì là có LED RGB, cái này thì theo xu thế thôi, anh em luôn thích có LED RGB. Còn ở phần mặt sau thì một cái quạt LED màu xanh, cái quạt LED đây là sẽ theo kèm sẵn ở trong vỏ cây luôn, chứ không phải lắp rời nhá. Anh em nếu mà thực sự mà không muốn đầu tư quá nhiều cho hệ thống kiểu quạt rời thì với một quạt để thổi gió ra ngoài cũng tạm đủ để chúng ta sử dụng rồi. Còn về khả năng lưu trữ thì đây, thì trong cái đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả, thì có sẵn thêm cả HDD nữa và có sẵn HDD SSD đầy đủ hết. Tuy nhiên mình vẫn nói rồi là nếu anh em nào mà không thích sử dụng HDD hoặc là muốn thay đổi liên quan đến cấu hình hay là SSD hay bất kỳ một thành phần linh kiện nào thì anh em hoàn toàn có thể thay đổi được, và mức giá bên mình sẽ điều chỉnh tối ưu lại sao cho phù hợp nhất với nhu cầu của anh em. Và bây giờ thì như thường lệ và truyền thống thôi, chúng ta sẽ vào phần trải nghiệm game ở trên độ phân giải Full HD.
Và đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Nếu như anh em nào mà muốn mình làm về bất kỳ một cấu hình nào thì anh em hãy để cái cấu hình đấy ở ngay dưới mục comment của video. Mình sẽ lấy cấu hình ấy lên và làm video cho anh em. Hoặc là anh em muốn test với bất cứ một phần mềm nào, mình đều làm được hết. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.